Bộ Y tế đã phát đi thông báo khẩn lần thứ 11 tìm người liên quan đến hành trình di chuyển của bệnh nhân mắc COVID-19 số 183. Chính phủ sẽ có gói hỗ trợ 61.500 tỷ đồng cho những đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Những ai sẽ được hưởng gói hỗ trợ này? Trong khi đa số mọi người đều chấp hành nghiêm túc chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, thì vẫn có những trường hợp vi phạm rất đáng lên án như tổ chức đám cưới, ăn nhậu, thậm chí là lăng mạ thành viên chốt kiểm soát phòng dịch. Tin giả khiến nhiều người Anh đốt cột phát sóng 5G vì cho rằng đây là thủ phạm gây ra dịch COVID-19. 152 người Thái Lan về nước không chịu cách ly, gây náo loạn tại sân bay. Xin kính chào quý vị khán giả, vừa rồi là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong bản tin ngày hôm nay. Quý vị đang theo dõi bản tin toàn cảnh phòng chống dịch COVID-19 ngày 6 tháng 4 của Đài Truyền hình Việt Nam. Bản tin đang được công chiếu trên các trang fanpage, trung tâm tin tức VTV24, báo điện tử VTV News, chuyên trang y tế 24h.vtv.vn và mạng chia sẻ video Mocha. Như thường lệ, mở đầu bản tin ngày hôm nay sẽ là những cập nhật về diễn biến dịch COVID-19 tại Việt Nam. Tính đến 18 giờ ngày hôm nay 6 tháng 4, Việt Nam đã ghi nhận thêm 4 ca mắc mới, nâng tổng số trường hợp nhiễm COVID-19 lên 245 người. Ca bệnh số 242 là nam, 47 tuổi, quốc tịch Việt Nam, cư trú tại huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội. Trước đó ngày 12 tháng 3, bệnh nhân đã đưa vợ đi khám bệnh tại Bệnh viện Bạch Mai. Ca bệnh số 243 là nữ, 34 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, sinh sống và làm việc tại Nga. Ca bệnh số 244 là nữ, 44 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, là nhân viên phục vụ quán ăn nhanh tại Đức. Ca bệnh số 245 là nữ, 21 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, là nhân viên làm móng tay tại Tây Ban Nha, Bộ Y tế đã phát đi thông báo khẩn lần thứ 11 tìm người liên quan đến hành trình di chuyển của bệnh nhân mắc COVID-19 số 183. Theo đó, có các hành trình gồm bệnh nhân đến phòng khám Đông y Mộc Linh số 182 Ngọc Hà, Ba Đình vào nhiều thời điểm từ ngày 17 đến ngày 24 tháng 3. Tiếp đến là phòng khám JCK số 5 Hàng Chuối vào các ngày 18 và 19 tháng 3 ở một số thời điểm. Địa điểm tiếp theo là số 5 Lê Văn Thiêm, quận Thanh Xuân từ 9 giờ đến 10 giờ 30 ngày 18 tháng 3. Cuối cùng là khách sạn Sheraton K5, Nhi Tàm, địa chỉ 11 Xuân Diệu, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, trong thời gian từ 9 giờ đến 12 giờ ngày 20 tháng 3. Những người có liên quan tới bệnh nhân 183 theo lịch trình trên được yêu cầu liên lạc ngay với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật các tỉnh thành để được theo dõi sức khỏe. Thưa quý vị, không được chủ quan và nếu thực hiện giãn cách xã hội như hiện nay thì Việt Nam sẽ kiểm soát được dịch bệnh COVID-19. Đây là khẳng định của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp trực tuyến Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 diễn ra sáng ngày hôm nay. Thay mặt Ban chỉ đạo quốc gia, tôi xin trân trọng cảm ơn nhân dân đã đồng sức, đồng lòng và chung tay chống dịch. Dù phải chịu rất nhiều bất tiện, thậm chí là thiệt thòi về lợi ích kinh tế. Và hơn thế nữa, rất nhiều tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, từ các cụ già đến các em bé, đã có vô vàn những hành động rất đẹp và hết sức ý nghĩa để tiếp thêm sức mạnh cả về vật chất và tinh thần cho cuộc chiến chống dịch. Tình hình dịch bệnh vẫn còn rất phức tạp và phía trước chúng ta vẫn còn tiềm ẩn không ít rủi ro và nguy cơ. Cho nên chúng ta tuyệt đối không thể chủ quan, không thể lơi lỏng. Nhưng nếu toàn dân đồng lòng, toàn dân chống dịch thì nhất định chúng ta sẽ chiến thắng. Từ nay đến 15 tháng 4, Vietnam Airlines sẽ giới hạn số lượng khách trên mỗi chuyến bay đến thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể thì Vietnam Airlines giới hạn số lượng khách trên các chuyến bay đến thành phố Hồ Chí Minh không vượt quá 180 khách trên tàu bay Boeing 787 hoặc là Airbus A350 và không quá 120 khách trên tàu Airbus A321. Quy định được đưa ra nhằm đảm bảo số lượng hành khách đến sân bay Tân Sơn Nhất nằm trong khả năng tiếp nhận lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 của thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, từ chiều ngày 4 tháng 4, thành phố Hồ Chí Minh lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với tất cả hành khách đến thành phố tại ga quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất và ga Sài Gòn.
Trong khi nhà nhà, người người đa số đều chấp hành nghiêm chỉnh chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ thì vẫn có những trường hợp vi phạm rất đáng lên án. Và rất nhiều trường hợp như vậy đã bị các lực lượng chức năng xử lý trong những ngày vừa qua. Một nhóm khoảng 30 người đã bị phát hiện tổ chức ăn nhậu ngay trong khu cách ly tập trung tại huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình hôm 3 tháng 4 vừa qua. Những người này ngồi sát nhau trong một không gian nhỏ, không có các thiết bị bảo hộ. Nhóm này khai nhận đã góp tiền, đặt mua đồ ăn qua mạng sau đó nhận ở hàng rào khu cách ly. Việc tổ chức ăn nhậu được giải thích là để ăn mừng vì sắp hết thời hạn cách ly. Ủy ban Nhân dân huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa đã đình chỉ công tác 7 ngày đối với ông Đỗ Doãn Cường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân và là trưởng ban phòng chống dịch COVID-19 của xã Tân Châu vì để hai hộ dân trên địa bàn xã tổ chức đám cưới, tụ tập đông người khi dịch bệnh đang diễn biến phức tạp. Đối với hai gia đình tổ chức đám cưới, công an huyện đang củng cố hồ sơ để xử lý vi phạm hành chính. Một đối tượng nam trú tại huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương đã bị xử lý 3,3 triệu đồng do hành vi không đeo khẩu trang và lăng mạ xúc phạm danh dự nhân phẩm người thi hành công vụ. Trước đó vào ngày 3 tháng 4, người này đi qua chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 nhưng không đeo khẩu trang. Khi lực lượng chức năng tại đây nhắc nhở, người này đã không những không chấp hành mà còn có biểu hiện chống đối. Còn tại Hà Nội, 11 đối tượng vừa bị công an phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm tạm giữ vì sử dụng trái phép chất ma túy. Không chỉ chủ quan trong công tác phòng chống dịch bệnh, những đối tượng này đã tụ tập sử dụng ma túy liên tục từ ngày 2 đến ngày 4 tháng 4. Sau khi được đưa về trụ sở công an phường và tiến hành xét nghiệm, đã phát hiện 9 trên 11 đối tượng dương tính với chất ma túy. Cũng trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm, từ đêm 4 tháng 4, một nhóm đối tượng đã tổ chức ăn nhậu, hát karaoke gây mất an ninh trật tự. Khi bị lực lượng công an yêu cầu giải tán, hai đối tượng đã tấn công lại lực lượng chức năng và ngay lập tức bị bắt giữ. Dự thảo nghị quyết về các biện pháp hỗ trợ người dân do đại dịch COVID-19 đã được chính phủ nhất trí cao tại cuộc họp chiều qua. Theo đó, một gói hỗ trợ dự kiến khoảng 61.500 tỷ đồng sẽ được triển khai để hỗ trợ người dân. Những người được nhận hỗ trợ trong khoảng 3 tháng bao gồm người có công với cách mạng đang được hưởng trợ cấp hàng tháng, người được hưởng trợ cấp xã hội và hộ nghèo, hộ cận nghèo, những lao động bị tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, phải nghỉ không lương và người lao động bị chấm dứt hợp đồng dự kiến sẽ được hỗ trợ 1,8 triệu đồng một tháng. Các doanh nghiệp khó khăn về tài chính sẽ được vay không cần tài sản đảm bảo và không phải trả lãi suất từ ngân hàng chính sách. Chuyển sang những thông tin quốc tế. Thưa quý vị, theo hãng tin Anh BBC, đã có 3 cột phát sóng 5G bị đốt trong những ngày vừa qua tại Anh. Nguyên nhân là vì có những người bị kích động bởi là tin tức lan truyền trên mạng cho rằng các trạm phát sóng 5G là nguồn phát tán virus gây bệnh COVID-19. Quan chức cơ quan y tế Anh NHS khẳng định thông tin nói trên là tin giả và không có bất kỳ bằng chứng nào giữa mạng 5G và sự phát tán virus COVID-19. Hành động phá hoại cột phát sóng là cực kỳ nguy hiểm. Cảnh sát Anh cũng đã xác nhận vụ việc và đang tiến hành điều tra thủ phạm. Pakistan đang phải tìm kiếm hàng chục nghìn người tham dự một sự kiện tôn giáo tại thành phố Lahore diễn ra từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 3 vừa qua, sau khi mà hơn 150 tín đồ tham dự sự kiện này đã có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. Giới chức Pakistan cho biết gần 100.000 người đã đến tham dự buổi lễ tổ chức Tablighi Jamaat, bất chấp chính quyền nước này yêu cầu hủy sự kiện trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Khoảng 2.500 người, trong đó có 1.500 người nước ngoài, có mặt gần khu vực tổ chức buổi lễ đã được cách ly. Trong số những người mắc COVID-19 ở sự kiện, đã có 2 người tử vong. 152 người trở về từ Mỹ và Nhật Bản do không nắm được quy định giới nghiêm được chính phủ Thái Lan ban hành, cũng như là hiểu sai về quy định cách ly bắt buộc 14 ngày, đã làm náo loạn sân bay Suvarnabhumi. Hình ảnh hỗn loạn này được ghi lại tại sân bay Suvarnabhumi, Thái Lan tối ngày 3 tháng 4 vừa qua. Lý do của những người này là quy định được đưa ra sau khi họ đã lên máy bay và do vậy không nhận được thông báo nào về việc cách ly bắt buộc. Ngay sau khi được giải thích về quy định mới, một số người đã xin tự cách ly tại nhà hoặc là thuê khách sạn để cách ly. Sau tuyên bố của Thủ tướng Australia Scott Morrison khuyên những người nước ngoài ở Australia về nước nếu không thể tự lo được kinh tế trong giai đoạn dịch COVID-19, quyền Bộ trưởng Di trú Australia, ông Alan Todd, có thông báo rõ về một số thay đổi chính sách đối với những người nước ngoài đang tạm trú tại nước này, bao gồm du học sinh và những người lao động tạm thời. Đồng thời, ông nhấn mạnh là không có chuyện chính phủ Australia mời du học sinh quốc tế về nước. Với khoảng 600.000 sinh viên quốc tế tại Australia, ông Touch khẳng định chính phủ nước này xác định đây là nhóm đối tượng quan trọng đối với nền kinh tế và tạo ra nhiều việc làm, nên đã kêu gọi các sinh viên nước ngoài ở lại nước này nếu có thể tự trang trải cuộc sống, bên cạnh những hỗ trợ linh hoạt khác từ chính phủ.
Ông cũng khẳng định chính phủ Australia cho phép các sinh viên quốc tế làm thêm 40 giờ trong 2 tuần. Các sinh viên đã học tập tại đây từ 1 năm trở lên cũng có thể xin rút tiền trong quỹ hưu trí mà họ đã đóng trong thời gian làm việc thêm tại Australia. Đồng thời, ông Touch cũng cho biết chính phủ Australia sẽ tiếp tục làm việc với ngành giáo dục để thảo luận những hỗ trợ khác trong thời gian tới, ví dụ như xem xét giảm một phần học phí. Một con hổ trong sở thú Bronx ở New York, Mỹ đã được xét nghiệm và dương tính với virus SARS-CoV-2. Một con thú khác tại vườn thú này cũng đã bị bệnh. Con hổ cái Nadia 4 tuổi thuộc giống hổ Malaya đã có triệu chứng ho khan kể từ ngày 27 tháng 3. Con vật được xác định nhiễm virus từ một nhân viên của vườn thú. Người này không có triệu chứng gì của COVID-19. Hiện hổ Nadia đã có dấu hiệu phục hồi. Đây được cho là vật đầu tiên ở Mỹ và cũng là con hổ đầu tiên trên thế giới nhiễm virus SARS-CoV-2. Quản lý sở thú cho rằng không rõ virus sẽ phát triển như thế nào ở động vật như là hổ và sư tử vì các loài khác nhau có thể phản ứng khác nhau với dịch bệnh này. Còn các chuyên gia bảo tồn thì cảnh báo virus SARS-CoV-2 có thể đe dọa đến nhiều loài linh trưởng như khỉ đột, tinh tinh và đười ươi. Thưa quý vị, các nước châu Âu cũng đang dần thay đổi quan điểm về tác dụng của khẩu trang trong phòng dịch COVID-19. Trong đó thì Séc, Slovakia và Áo đã bắt buộc người dân dùng khẩu trang khi ra đường. Đa số các nước Tây Âu thì chưa có khuyến cáo, nhưng mà một số người thì đã chủ động đeo khẩu trang khi tới nơi công cộng. Thông tin chi tiết được phóng viên Hồng Quang, thường trú Đài Truyền hình Việt Nam tại châu Âu gửi đến quý vị. Ông cao ủy châu Âu về an ninh và đối ngoại tới buổi họp báo chiều thứ Sáu vừa rồi với một chiếc khẩu trang trên mặt. Một hình ảnh mang tính biểu trưng cao. Châu Âu đã phần nào thay đổi quan điểm về tác dụng của khẩu trang, nhưng cũng chỉ mới là phần nào. Tới lúc cần phải nói thì ông Joseph Borrell lại tháo khẩu trang ra. Trước đó, Ủy ban châu Âu công bố hình ảnh cuộc họp trực tuyến của các ngoại trưởng. Đầu cầu Bruxelles, ai nấy đều đeo khẩu trang. Từ chỗ khuyến cáo không cần dùng khẩu trang nếu không nhiễm bệnh, nay một số nước châu Âu đã thay đổi quan điểm. Cũng còn tùy xem là khẩu trang làm từ chất liệu gì, nhưng chắc chắn là khẩu trang giúp ngăn nhiễm trùng sang người khác khi người đeo hắt hơi. Khẩu trang cũng là cách tốt để bảo vệ những người xung quanh mình. Ba nước Séc, Slovakia và Áo đã bắt buộc người dân dùng khẩu trang khi tới nơi công cộng, nhấn mạnh rằng không nhất thiết phải dùng khẩu trang y tế mà khẩu trang tự chế cũng tốt. Một nhóm nghệ sĩ từ Cộng hòa Séc đã phát thông điệp kêu gọi che mũi che miệng khi ra đường. Tôi biết là mọi người vẫn nghe rằng khẩu trang không thể bảo vệ, nhưng có những nghiên cứu chứng minh rằng ngay cả khẩu trang tự chế cũng có tác dụng phần nào. Mà giờ đây, phòng ngừa cách nào cũng tốt. Khi tất cả đều dùng khẩu trang, chúng ta giữ cho nhau an toàn. Nhưng đa số các nước Tây Âu, trong đó có Vương quốc Bỉ, chưa khuyến cáo gì về khẩu trang cả, mà vẫn chỉ nhấn mạnh là phải giữ khoảng cách 2 mét với người không sống trong cùng một nhà. Mặc dù là tới ngày hôm qua thì tại Bỉ đã có tới gần 20.000 người nhiễm virus và hơn 1.400 người tử vong. Thành phố Bruxelles thỉnh thoảng lắm mới thấy có người mang khẩu trang. Một số người đi tập thể dục ngoài trời bây giờ đeo khăn đa năng quanh cổ mà khi cần nói chuyện với ai thì mới kéo lên. Lê Hồng Quang, phóng viên truyền hình Việt Nam từ Vương quốc Bỉ. Một tín hiệu tích cực từ các điểm nóng COVID-19, số ca tử vong do dịch bệnh này đã giảm ở một số nước bị ảnh hưởng nặng nề như là Italia và Pháp. Thành phố New York, Mỹ cũng thông báo lần đầu tiên có số ca tử vong giảm trong 24 giờ qua. Đây là kết quả của những biện pháp cách ly, phòng bệnh quyết liệt nhằm làm chậm sự lây lan của dịch bệnh. Italia hôm qua đã ghi nhận số ca tử vong do dịch COVID-19 thấp nhất trong 2 tuần qua và số lượng bệnh nhân cần điều trị tích cực tiếp tục giảm ngày thứ 2 liên tiếp. Trong ngày hôm qua, nước này ghi nhận thêm 4.316 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 128.948 trường hợp. Số ca tử vong tăng 525 ca lên thành 15.887 trường hợp. Số ca phục hồi tăng nhanh lên hơn 21.000 trường hợp. Các biện pháp cách ly toàn quốc tại Pháp đang bắt đầu cho những tín hiệu tích cực khi số ca tử vong và nhập viện do COVID-19 đang trên đà giảm dần. Pháp đã ghi nhận 357 ca tử vong do dịch COVID-19 trong 24 giờ qua. Đây là mức tăng trong ngày thấp nhất trong tuần qua ở nước này, nâng tổng số ca tử vong do dịch tại Pháp lên 8.078 người. Số ca được chữa khỏi bệnh và xuất viện đã tăng nhanh trong những ngày gần đây, trong khi số ca bệnh nặng ghi nhận thêm mỗi ngày cũng đang trên chiều hướng giảm rõ rệt. Lần đầu tiên số ca tử vong trong 24 giờ qua tại thành phố New York của Mỹ đã giảm kể từ khi dịch bùng phát đến nay, với 594 ca được ghi nhận, ít hơn 36 ca so với ngày hôm trước.
Tính đến thời điểm này, bang New York đã ghi nhận 4.159 ca tử vong. Thống đốc bang New York cảnh báo diễn biến dịch COVID-19 tại New York những ngày tới sẽ rất khó đoán định bởi số ca nhiễm mới hiện vẫn nhiều. Bức tranh lụa anh hùng lao động Phạm Ngọc Thạch và đọc báo cho thương binh là hai tác phẩm hội họa mới được Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam giới thiệu tới công chúng. Sở dĩ bảo tàng lựa chọn hai bức tranh này, ngoài giá trị về nghệ thuật, thì đây là cách tri ân những cán bộ thầy thuốc, y bác sĩ đang tận tụy ngày đêm để phòng chống dịch COVID-19. Và những hình ảnh đẹp về hai bức tranh này cũng sẽ khép lại bản tin toàn cảnh phòng chống dịch COVID-19 ngày hôm nay của Đài Truyền hình Việt Nam. Chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật những tin tức mới nhất trên các bản tin trên truyền hình và các nền tảng số của VTV. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.